Mang cây cảnh nửa tỷ đồng đi thi, Hoài Linh đạt thành tích bất ngờ. Hoài Linh hiện đang sở hữu rất nhiều loại cây quý và có giá trị được đặt ngay khuôn viên nhà thờ tổ nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 21 tháng 6, tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi khai mạc dành cho các gian hàng giới thiệu về các loại cây trồng vật nuôi chất lượng cao. Bên cạnh đó, chương trình này còn có cả cuộc thi về hoa lan, bonsai nhằm tạo điều kiện cho mọi người thỏa niềm đam mê đối với cây cảnh. Đặc biệt nhất, nông dân và các khách mời đều ngỡ ngàng khi thấy nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện ở sự kiện này với vai trò là một thành viên tham gia vào các hội thi. Theo đó, anh đã mang cây Linh Sam với giá trị lên đến 500 triệu đồng đến khoe sắc tại nơi đây. Kết quả cho biết, có 59 tác phẩm đạt giải, nhất nhì ba khuyến khích, trong đó có 8 giải nhất dành cho từng chủng loại hoa lan và bonsai. Nghệ sĩ Võ Nguyễn Hoài Linh đã bất ngờ đoạt giải nhất phần thi bonsai và trị giá giải thưởng là 4 triệu đồng. Vẫn phong cách quen thuộc, Hoài Linh diện trang phục bà ba màu hồng yêu thích đến sự kiện để nhận giải thưởng. Rất nhiều khán giả hâm mộ đã xin chụp ảnh cùng anh trong lần gặp gỡ đặc biệt này. Cũng như bao người khác, anh làm thủ tục tại quầy để đảm bảo đầy đủ giấy tờ cho cuộc thi. Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ anh sở hữu rất nhiều cây cảnh. Tuy nhiên, do tính chất công việc bận rộn thường xuyên di chuyển, nên việc chăm sóc vườn anh nhờ cậy vào người nhà. Dẫu vậy, khi có thời gian, Hoài Linh đều tỉa cây tưới nước để nhận đứa con của mình được khoe sắc. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hoài Linh có cuộc sống giản dị đến không ngờ. Anh không thích những điều quá sang trọng, xa xỉ, mà thay vào đó, nam danh hài thích sống ở môi trường cây cảnh, hòa mình với thiên nhiên. Hình ảnh nam danh hài tự tay trồng vườn chăm sóc cây cối đã không còn quá xa lạ trong mắt người hâm mộ. Chính khoảnh khắc bình dị nhẹ nhàng này lại khiến khán giả thêm yêu quý anh hơn. Thí sinh thản nhiên ngồi nói xấu, chê bai Đức Phúc không đủ tư cách làm giám khảo. Trong tập 3 The Debut, một thí sinh thẳng thắn nhận xét Đức Phúc chẳng có gì để chấm khi đảm nhận vai trò giám khảo. Trước đó, anh vấp phải nhiều chê bai tương tự từ khán giả. Thí sinh nói xấu Đức Phúc trong hậu trường, thí sinh không ngại chê bai Đức Phúc không đủ năng lực để làm giám khảo. Nhận lời làm giám khảo chương trình The Debut khi tuổi đời lẫn tuổi nghề quá trẻ, Đức Phúc vấp phải nhiều tranh cãi. Khán giả đánh giá anh thiếu chuyên môn, kinh nghiệm để đảm nhận trọng trách cầm cân nảy mực. Hai tập đầu lên sóng, việc Đức Phúc lúng túng khi nhận xét thí sinh khiến anh càng bị khán giả chê trách. Trong trailer tập 3 lên sóng tối 22 tháng 6, một thí sinh còn thẳng thừng nhận xét Hoàng Thùy Linh và Hương Tràm, họ còn có cái gì đó để chấm, còn Đức Phúc chẳng có gì cả. Anh không hề hay biết đoạn trò chuyện được ghi nhận bởi hàng chục máy quay giấu kín mà nhà sản xuất bố trí nhằm thu được những tình tiết thực tế nhất trong khu vực phòng chờ. Bởi thế, khi bước lên sân khấu, anh hoàn toàn thay đổi thái độ, mỉm cười tươi tắn và dành cho Đức Phúc thái độ lễ phép. Dạ, em chào anh Đức Phúc ạ. Hiện câu cảm thán của thí sinh chưa được xác định là xảy ra trong hoàn cảnh cụ thể nào. Tuy nhiên, theo cảm nhận của khán giả, nhiều khả năng người này tỏ thái độ không phục nam giám khảo. Trước đó, khi chia sẻ với báo, Đức Phúc thừa nhận trong quá trình làm giám khảo, nhiều thí sinh không phục anh, đó là điều anh đã lường trước và chuẩn bị sẵn tinh thần. Trong chương trình có những thí sinh không phục tôi, nếu tôi nói sai bạn ấy không phục, tôi thừa nhận. Còn giám khảo nói đúng mà họ không phục thì chỉ còn cách dừng cuộc chơi thôi chứ biết làm sao. Dù sao tôi cũng đã ngồi vào vị trí đó rồi, tôi nói gì là phải nghe. Đương nhiên, những điều tôi nói là đúng đắn và thuyết phục, anh cho biết. Bên cạnh đó, tập 3 sẽ có sự xuất hiện của Loki Bảo Long. Anh là nhân tố gây chú ý trong một cuộc thi âm nhạc cách đây 2 năm. Khi gần về đích, anh bất ngờ xin dừng chân. Thông tin về bệnh trầm cảm của anh được đưa ra ở thời điểm đó khiến khán giả lo lắng. Sau một thời gian, Loki Bảo Long trở lại với các sản phẩm âm nhạc riêng nhưng không gây chú ý. Giọng ca sinh năm 1993 cũng trau dồi khả năng nhạc cụ với mong muốn xây dựng hình tượng bản thân, trở thành một nghệ sĩ đa năng vừa hát vừa sáng tác. Bà xã Đan Trường lên tiếng khi bị fan của chồng xăm xôi coi là tình địch. Chẳng hiểu sao các bạn phải khổ cực để theo dõi một người mà các bạn xem giống như là tình địch. Bà xã Đan Trường chia sẻ lên trang cá nhân khi bị fan của chồng làm phiền. Mới đây, Thủy Tiên, bà xã của ca sĩ Đan Trường, đã đăng một status khá dài, bày tỏ sự không hài lòng khi fan của chồng vào trang Facebook cá nhân, soi mói quá sâu vào cuộc sống riêng của mình. Đây là trang Facebook của Tiên, Tiên có quyền unfriend, block những bạn ăn nói không văn minh, hay follow chỉ vì muốn biết anh Bo làm gì,
Chẳng hiểu sao các bạn phải khổ cực để theo dõi một người mà các bạn xem giống như là tình địch. Nếu các bạn có thời gian nhiều như thế, hãy dùng thời gian lo cho gia đình, ba mẹ và công việc. Đừng uổng phí cuộc đời mình vì ba mẹ mình sinh ra mình không hề dễ. Vốn là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, việc đăng trường thường xuyên phải chạy show tất bật, hay được fan hâm mộ yêu thích, mến mộ không phải điều lạ lẫm. Dù đã chuyển sang nước ngoài sinh sống và hạn chế xuất hiện sau khi kết hôn, nhưng anh Bo vẫn vô cùng được săn đón tại các sân khấu lớn nhỏ. Do đó có thể Thủy Tiên cảm thấy phiền toái khi cuộc sống cá nhân của gia đình mình bị soi mói quá nhiều. Cô đã chia sẻ những suy nghĩ lên trang cá nhân, đồng thời trấn an những người yêu thích mình không nên làm ầm ĩ mọi chuyện lên, mà hãy dành thời gian cho chính gia đình của mình. Năm 2013, Đan Trường và Thủy Tiên chính thức tổ chức đám cưới về chung một nhà. Cặp đôi hiện có một cậu con trai kháu khỉnh. Ngoài thời gian cho công việc, hai vợ chồng luôn muốn dành cho con sự chăm lo và quan tâm nhiều nhất. Sự khác nhau đến đau lòng giữa ảnh selfie và ảnh bị tát của Sao Việt. Sự khác nhau giữa ảnh tự chụp và ảnh bị tát là vấn đề của phái đẹp nói chung, ngay cả những mỹ nhân Việt nổi danh cũng không tránh được điều đó. Những người đẹp Việt luôn cố gắng chỉnh chu xinh đẹp nhất có thể mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên dù thế nào vẫn có sự chênh lệch nhất định giữa ảnh được người khác chụp và ảnh selfie. Thậm chí khi những bức ảnh selfie quá hoàn hảo khiến chủ nhân gặp không ít phiền toái, thậm chí dính phải tin đồn giao kéo không đáng có. Văn Mai Hương ở ảnh trái và phải có sự khác nhau rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người hoài nghi nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Rõ ràng khi tự chụp, khuôn hàm Văn Mai Hương thon gọn hơn nhiều, đôi mắt cũng to tròn có thần hơn. Trương Ngọc Ánh. Nếu như khi chụp trực tiếp Trương Ngọc Ánh bị lớp make-up dày cộm, vô tình cộng thêm cả chục tuổi, thì trong một bức ảnh khác do nữ diễn viên tự đăng, sự trẻ trung rạng rỡ của Trương Ngọc Ánh làm nhiều người bất ngờ, các đường nét tự nhiên của người đẹp rõ ràng hài hòa, trẻ trung hơn nhiều so với phiên bản trang điểm kỹ. Kỳ Duyên liên tục dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ bằng những góc chụp đơ, cầm dài. Tuy nhiên trên Instagram, Kỳ Duyên vẫn khiến các fan suýt xoa vì thần thái sang chảnh cùng gương mặt không góc chết. Minh Hằng, với những ứng dụng có thể gọt hàm bóp cằm ở hiện tại thì chiếc cằm lỗi của Minh Hằng cũng được giấu nhẹm đi dễ dàng. Sự khác nhau giữa hai bức ảnh còn là dàn da trắng sứ của người đẹp sau khi chỉnh sửa kỹ. Diệp Lâm Anh là một trong những người đẹp giao kéo nhiều nhất nhì showbiz Việt, nên Diệp Lâm Anh thường xuyên bị soi nhan sắc mỗi khi xuất hiện. Nhưng khác với gương mặt sưng cứng thiếu tự nhiên khi không được chỉnh sửa kỹ, nhưng khi tự chụp Diệp Lâm Anh trong bầu bỉnh trẻ trung như búp bê Barbie vậy. Bảo Thi, gương mặt Bảo Thi khiến nhiều người không nhận ra vì sưng cứng như tượng sáp. Ngoài ra cách trang điểm đậm cùng kiểu tóc không phù hợp khiến cô lộ khuyết điểm cầm dài cổ ngắn. Tuy nhiên khi tự chụp hình ảnh Bảo Thi vẫn xinh đẹp hoàn hảo. Eo Lê Trần, bà mẹ hai con khiến khán giả choáng váng vì gương mặt dài và thiếu sức sống hơn hẳn so với tấm hình selfie trắng tinh gợi cảm bên phải. Sau khi hình ảnh bị chụp của cô lan truyền khắp mạng xã hội, không ít người hâm mộ đau lòng vì nhan sắc của thần tượng. Chồng sắp cưới thiếu gia tổ chức tiệc sinh nhật cực hoành tráng cho Tú Anh, đúng là làm dâu nhà giàu. Trong dịp đón tuổi mới, Á hậu Tú Anh tâm sự bản thân mình quá may mắn với những gì đang có. Vào ngày 20 tháng 6, Á hậu Dương Tú Anh tuyên bố chuyện kết hôn. Đám cưới của cô và bạn trai sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 7, 2018. Đặc biệt, lý do Tú Anh lựa chọn ngày 20 tháng 6 để công khai vì đây chính là sinh nhật tuổi 25, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời người đẹp. Mới đây, trên Instagram, Á hậu Tú Anh đăng tải những khoảnh khắc trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Trong đó, hình ảnh Á hậu tình tứ bên chồng sắp cưới được đông đảo sự quan tâm từ phía dư luận. Người đẹp không giấu nổi hạnh phúc khi được chồng sắp cưới ôm eo đầy ngọt ngào. Tú Anh cũng chia sẻ, sinh nhật trọn vẹn và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, từ cảm thấy bản thân mình quá may mắn và trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn anh, các thành viên trong gia đình mình và những người bạn thân đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và đáng nhớ như thế này. Bạn bè đến chúc mừng sinh nhật Tú Anh. Những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai của Tú Anh. Thu Trang, Diệu Nhi hơi keo, Trấn Thành thì nói nhiều quá mức. Góp mặt trong chương trình Sau lộ mặt,
Thu Trang liên tục làm khán giả bật cười khi kể chuyện Trấn Thành Diệu Nhi đối xử không tốt với mình. Thu Trang cho biết, trong ngày chị khai trương quán mới, mặc dù đã làm công tác tư tưởng với các đồng nghiệp từ sớm, song vẫn có những người cực kỳ không biết điều. Theo lời Thu Trang thì Diệu Nhi có tới chúc mừng nhưng không mua ủng hộ. Thu Trang nói, con bé đó nó sống bậy lắm, nó làm như thế với chị là không được. Phải nói với ông xã là không diễn trong live show của nó. Diệu Nhi sống như thế là kỳ. Từ trước đến giờ chẳng có thân thiết gì nên bây giờ nói ra cũng chẳng sao hết. Bên cạnh đó, Thu Trang cũng lật mặt những người anh em tưởng rằng sống tốt với mình nhưng thực chất là chẳng ra gì. Ngoài Diệu Nhi còn có những cái tên quen thuộc như Trấn Thành, Hải Triều, BB Trần. Với Trấn Thành, Thu Trang thẳng thắn bộc bạch rằng anh chàng này là người rất tài giỏi, có khiếu hài hước, được mọi người thương mến. Nhưng Trấn Thành có tật xấu lâu năm khó bỏ là nói nhiều, nói tranh phần của người khác và đôi khi chẳng biết do cái miệng của mình mà người xung quanh bị khó chịu. Nếu có điều gì muốn nói với Trấn Thành, Thu Trang chắc chắn mong anh bớt nói lại. Một nhân vật khác cũng nằm trong diện tố cáo của Thu Trang là diễn viên trẻ Minh Dự. Anh chàng này được Thu Trang cho hẳn 200.000 đồng để mua hàng lấy oai. Nhưng oái âm thay, Minh Dự chẳng những không mua giúp Thu Trang mà còn lấy tiền đó ăn hết. Quá uất ức vì thái độ thiếu chân thành này, Thu Trang đã mượn sao lộ mặt để tố cáo đàn em.